đã bắt giữ khoảng 200 người trong vụ tiếp viên hàng không xách ma túy. Theo đại diện Bộ Công an, hiện nay vận chuyển ma túy qua đường hàng không khá phức tạp. Điển hình như vụ tiếp viên hàng không, sau khi phát hiện ra, Bộ Công an đã truy xét bắt giữ được khoảng 200 đối tượng liên quan. Tại họp báo chính phủ chiều ngày 3 tháng 6, đại diện Bộ Công an đã thông tin về tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy theo phương thức mới. Việc vận chuyển, sử dụng ma túy diễn ra khá phức tạp. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Công an luôn xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Tội phạm ma túy dẫn đến tình trạng trộm cắp, cướp giật, giết người, cướp của. Trong gần 6 tháng qua, lực lượng công an đã phát hiện, khởi tố trên 13.000 vụ án có liên quan đến ma túy, với trên 20.000 đối tượng, thu giữ trên 14.225 kg heroin, 4.023 kg ma túy tổng hợp, 982.039 viên ma túy tổng hợp và 210 kg cần sa. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, qua công tác đấu tranh, nổi lên một số hiện tượng. Trước hết, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn trọng điểm có sự liên kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác và nổi lên các đối tượng người nước ngoài câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, tình trạng người nước ngoài lợi dụng tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay của Việt Nam. Các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ ba. Điển hình như vụ tiếp viên hàng không, sau khi phát hiện ra, Bộ Công an đã truy xét và lật lại các manh mối và bắt giữ được khoảng 200 đối tượng liên quan. Hiện nay vận chuyển ma túy qua đường hàng không khá là phức tạp, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết. Ngoài ra là tình trạng sử dụng ma túy tại các vũ trường, quán bar, nhà cao tầng tại một số địa phương diễn biến phức tạp. Do lợi nhuận và thu hút khách hàng nên một số điểm vui chơi giải trí tại một số địa phương chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã làm ngơ việc sử dụng ma túy ngay tại nơi họ quản lý. Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, hiện nay đã ngăn chặn nguồn cung ma túy nhưng quan trọng nhất là phải làm giảm nguồn cầu, giảm số người sử dụng, nghiện ma túy. Tính đến ngày 15 tháng 3, tổng số người nghiện và sử dụng ma túy ở nước ta là 233.906 người, trong đó người nghiện là 184.427 và người sử dụng trái phép chất ma túy là 49.479. Giảm 8.043 người so với thời điểm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Mục tiêu hiện nay là giảm nguồn cầu, tuyên truyền tại các khu dân cư, thôn xóm là khu vực không ma túy, người dân phải đấu tranh với tội phạm ma túy, giúp người cai nghiện bỏ ma túy, để người dân nghe thấy ma túy là kẻ lành, bài trừ ma túy. Bộ Công an sẽ tiếp tục tiến hành các chuyên án bắt và chặn nguồn cung, thậm chí đánh vào tổ chức, đánh vào đường dây kẻ cầm đầu chứ không đánh lẻ tẻ những kẻ vận chuyển. Hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới để cùng đánh, chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định. Cấp khống giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội diễn ra ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Công an cũng thông tin thêm về tiến trình điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến bán khống giấy nghỉ bệnh, trục lợi bảo hiểm xã hội ở các địa phương thời gian qua. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, thực tế, sự việc này đã xảy ra từ rất lâu và ở nhiều địa phương. Lực lượng công an và các đơn vị chức năng khác cũng đã tiến hành nhưng chưa ngăn chặn được triệt để. Cũng bởi vì nhu cầu của người dân về giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe nói chung rất cao như đi học lái xe, đi lao động, xin việc hay liên quan đến bảo hiểm. Từ đó xảy ra các tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật. Ví dụ có những bệnh nhân nam mà lại được chứng nhận các bệnh liên quan đến nữ, tức là cung cấp giấy khống. Hay có những người cụt cả hai tay nhưng vẫn được cấp bằng lái xe vì có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết. Thậm chí, trong hiện tượng chạy tội có việc lấy giấy chứng nhận có vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên, ông khẳng định, những hiện tượng trên xảy ra rất nhiều ở các lĩnh vực. Hiện lực lượng công an đang tiến hành điều tra. Riêng vụ tại Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 đối tượng và sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian ngắn tới. Đối với trường hợp cho người lao động nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có giấy khám sức khỏe trên địa bàn thành phố Biên Hòa, bước đầu qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ trên 135.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội,
và 400 tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả và chưa có thông tin người khám bệnh. Kết quả bước đầu xác định là có hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng đồng bọn cấu kết, móc nối với các đối tượng tại các phòng khám bệnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa để thực hiện các hành vi viết tên, giả chữ ký người khám bệnh để lập các hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, mặc dù người lao động không có bệnh và không đi khám bệnh. Theo đại diện Bộ Công an, hành vi này đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, thất thu ngân sách nhà nước. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc cấp bằng lái xe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.